Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam 2024 lần thứ 17 vừa được khai mạc tại Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên của ngành công nghiệp điện tử, thu hút sự quan tâm và tham gia của gần 300 thương hiệu điện tử hàng đầu đến từ 20 quốc gia trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đức, Bỉ, v.v. Năm nay, triển lãm tập trung vào các lĩnh vực chính như công nghệ và thiết bị cho ngành hàn bề mặt, dịch vụ hỗ trợ sản xuất ngành điện tử, công nghiệp bán dẫn và thiết bị cho sản xuất bo mạch với khoảng 30% doanh nghiệp tập trung vào sản xuất linh kiện điện tử và 20% vào lắp ráp đã không chỉ phản ánh những xu hướng mới mà còn chứng minh tiềm năng mở rộng mạnh mẽ của ngành điện tử. Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, bên lề triển lãm còn diễn ra một loạt các hoạt động giao thương giá trị, bao gồm chuỗi hội thảo chuyên sâu với các chủ đề như sản xuất thông minh, chuyển đổi số, công nghiệp 4.0, AI trong sản xuất điện tử. Những chủ đề này mang đến các xu hướng công nghệ hiện đại và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu suất và giảm thiểu chi phí vận hành.